Cô chín, cô ba, cô thà, cô thiệt gì đó ơi, làm ơn chậm chậm cho tôi nhắn vài câu với. Biết là hôm nay tôi phải đi cày đi cấy trả công cho người ta, nhưng tôi đang rậu trong bụng nè, có ra đồng cũng đâu có làm nổi. Tôi hỏi cô chứ mà không rậu sao được. Vừa rạng sáng tinh sương tôi ra ngoài hiên trước thì đã mất tiêu cái luôn. Hoàn cảnh của tôi đâu giống như mọi người, cô ba ơi, cái thân phận của tôi nó hầm hiu như buổi chợ chiều đã thưa người mua bán. Có phải tại trước sân có trồng cây lẽ bạn nên đến tuổi 30 mà tôi đây vẫn chiếc bông ấm thầm. Một mình mới thấu nổi tung duyên, bởi tôi giấu niềm riêng nên sống riêng đâu ai hiểu. Vì trong nhà chưa có bóng vợ con nên tôi ngoài mất trong cõi trên thì mất dưới. Tôi rầu lắm nên tôi ăn cũng không có vô, mà làm cũng không có nổi nữa cô ba. Mắc cỡ chứ có đời nào mà súng lại dám chơi sen.
Cô ba nói vậy chứ tôi gặp người ta một ngày hai ba bận, nó xa nó gần cũng chín mười phen, vậy mà người ta có thèm hiểu cho cái bụng giả của tôi đâu. Tôi nói gì nè cô ba. Hỡi thiền ai trôi trước cho tôi lướt theo cùng, chiều đã về trời đất mênh mông, phải điên thì xích lại à. Cho đỡ lòng nhớ thương. Cô ấy cười duyên dáng mỗi lúc nhìn tôi đứng đợi bên rào. Thôi thì sẵn không có ai tôi thiệt thà thấu lộ, tôi đã phải lòng cái duyên tình nở của cô ba. Bố bò quá sân năng, sao cô vội vàng đưa tay mà hái ngọn mồng tới. Chắc tại người ta giàu, người ta đẹp trai hơn tôi, nên cô mới đem dây tơ hồng trồng nơi xứ là. Ở số này hay là xứ khác vậy cô ba? Ủa sao mà giống quá vậy cô ba? Giữ làm của hồi môn.